khách hàng khi sống trên một dàn karaoke thì luôn có một thắc mắc như thế này: à, làm sao để kết nối các bệ với nhau và nó hoạt động như thế nào? Và trong quá trình sử dụng sẽ có rất nhiều các trường hợp xảy ra, ví dụ như loa chỉ ra một bên hoặc loa sub không có tín hiệu, vân vân và vân vân. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn tân tập các bạn về việc cách đấu nối dây như thế nào và các thiết bị liên kết ra sao. Nào, bắt đầu. VDI chuyên gia âm thanh karaoke. VDI phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Và đây là một dàn karaoke mình đã phối ghép sẵn để tiện hướng dẫn cho các bạn cách kết nối dây như thế nào. Và đầu tiên đó chính là bộ thu sóng của micro. Thứ hai là mixer, hay còn gọi là vang số. Thứ ba là đầu karaoke. Và cuối cùng đó là cục đẩy, hay còn gọi là men. Bên trái và bên phải của mình là một cặp loa, và đi với loa siêu chậm. Và đây, trước khi kết nối thì bạn phải xác định được đâu là nguồn phát tín hiệu và đâu là nguồn xử lý tín hiệu và nguồn phối đạt tín hiệu. Thì đây là có hai nguồn phát tín hiệu micro, phát tín hiệu nhạc ở đầu karaoke này và phối đại tín hiệu đây. Và đây là phần xử lý tín hiệu gọi là mixer. Thì đây mình chuẩn bị sẵn dây 6 ly để kết nối micro xuống mixer để xử lý. Thì đa số các micro đều có đầu 6 ly này. Đây, cắm xuống mixer thì đây nó sẽ khoanh dùng là mid input, bạn sẽ hiểu ngầm là đầu vào của tín hiệu micro, cắm vào thôi. Và đây bắt đầu sử dụng dây AV để kết nối tín hiệu từ đầu karaoke lên mixer để xử lý. Thì tất cả các đầu karaoke, đa số các ngõ tín hiệu đều là ngõ out, nhưng mà thế bạn cứ nhìn chỗ nào có ghi là trái phải có màu trắng đỏ là siêu ngầm là tín hiệu nhạc xuất ra. Rồi, bạn sẽ cắm lên phần input của mixer tương ứng ở đây. Music input có hai ngõ input tương ứng với trái phải. Tiếp theo, đã gắm lên phần xử lý hết rồi, mixer rồi, từ mixer này xử lý sẽ đưa xuống men đẩy. Và đây mình sử dụng dây Canon hai đầu được cái. Và đây mình sẽ nhìn sẽ có tương ứng với những cái cổng out đây, trái phải loa sạc rao trái, sạc rao phải, center và là sub vô, đều là tín hiệu xuất ra hết. Và tương ứng cái đầu ra của nó thì mình sẽ gắn vào đầu in của men. Men thì bạn sẽ nhìn cái men tổng thể thì bạn sẽ thấy là input 1, 2, thì đó bạn sẽ hiểu là đầu vào của tín hiệu men để nó khuếch đại ra. Khi mà gắn tín hiệu khuếch đại ra tín hiệu vào men rồi, sau đó mình sẽ gắn đầu ra loa. Thì loa tương ứng đây, nhìn bạn sẽ biết là đây là một cái loa cộng trừ của một cái loa. Nhưng mà đối với những dòng men thì họ sẽ thiết kế thêm là cùm loa, cái này mình gọi là cùm loa, thì nó sẽ chắc chắn hơn khi mà mình gắn vào, thì nó chắc chắn và tiện lợi hơn. Thì cùm loa thì phía trong cùm loa này sẽ có bốn chấu như thế này, tương ứng với cộng 1, trừ 1, cộng 2 và trừ 2. Nhưng mà đa số các nhà sản xuất họ đưa ra là mình chỉ đấu là cộng 1 và trừ 1, thì nó tương ứng với cộng trên này và trừ trên này. Khi bạn kết nối hết xong rồi, bạn chỉ nhìn lại. Tiếp theo là phần nguồn micro, thì đây là sạc nguồn adapter, nên mình sẽ cắm nguồn adapter vào trên như này, 12V. Một số loại micro thì họ sẽ sạc nguồn trực tiếp. Xuống tới mixer thì họ cũng khoanh dùng, bạn sẽ hiểu đây là phần nguồn, công tắc nguồn đây, đây là dắt cắm nguồn. Xuống vào đầu karaoke thì họ cũng khoanh dùng như thế này, bạn sẽ hiểu là cắm điện ha, vào đây.
Và main cũng như thế. Main thì bạn chỉ nhìn là mà thấy là họ sẽ khoanh vùng như thế này, ghi ký hiệu, thì kế bên nó sẽ có dấu cắm nguồn. Đây là phần còn lại của đầu cầm mà nãy mình đã gắn vào cái main. Cái này tương ứng với gắn vào hai cái loa. Thì như trên cái loa thì họ đây là kiểu loa sân khấu nên họ sẽ thiết kế kiểu cầm như thế này luôn cho nó chắc chắn. Thì đây họ cũng ký hiệu là cộng 1 và trừ 1. Đây là mình đã đấu sẵn rồi nên chỉ việc gắn vào đúng ngàm, sai một cái là vào đó. Cái này bạn gắn trên dưới gì cũng được cả. Và nói thêm về phần sub. Sub thì nãy trên mixer nó sẽ tương ứng là cổng tín hiệu sub. Sub vô đây thì mình phải cắm vào cơ 5 cái. Và mình chuẩn bị sẵn một cái sợi dây gắn xuống sub. Đây là cái sub điện. Thì trên sub điện thì đa số là ngổ vào AV hết nên mình chuẩn bị đầu bên kia là dây AV, mình cắm vào đây nó khoanh dùng là link input. Cắm vào trái phải thì cũng được, tại vì sub thì chỉ có một cái thôi, đánh mono thôi. Và đây, nhìn sơ qua bạn sẽ tương ứng là nút nguồn, power, rửa pha. Đây, receiver, có nghĩa là cắt tần số cao thấp, nhưng mà mình đã cắt trên mixer rồi, để match cũng được. Đây là volume của sub. Đây là phần nguồn của sub. Thì cũng giống như kia thôi, bạn cứ cắm như nguồn vào là ok. Đây thêm một phần về cái chạm loa của sub này. Đa số các phần sub họ để chạm loa có nghĩa là mình có thể xài tín hiệu của cặp dây loa này xuất thẳng vào đây thì nó cũng ra tín hiệu, thay vì mình cắm cái dây này. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn thấy là cách thức đấu dây cho một dàn karaoke chuyên nghiệp là như thế nào, đúng không ạ? Nhưng tổng thể bề ngoài của nó rất là rườm rà và phức tạp. Nhưng nếu các bạn đã hiểu được nguyên lý của nó thì các bạn có thể tự mình đấu nối một cách rất là dễ dàng và xử lý những trường hợp như mình đã nói ở đầu clip. Nếu các bạn còn thắc mắc về vấn đề đấu nối dây cho một dàn karaoke chuyên nghiệp thì các bạn có thể đặt câu hỏi ngay bên dưới để video shop chúng tôi hỗ trợ tất cả các bạn. Và đừng quên nhấn subscribe để có thể nhận được nhiều clip mỗi tuần về những sản phẩm mới của video shop nhé. Hãy like và share cho video shop nào. Tạm biệt và hẹn gặp lại.